Xin chào, kính kính nhận đảnh lễ Chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Xin chào các đệ tử. Sáng nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm gọi là phẩm cái chương gọi là Tương Ưng Thiên Tử, chương Tương Ưng Thiên Tử. Thì theo ở trong Atthakatha đó thì chúng ta biết rằng cái chữ thiên tử này nè, nó từ cái chữ Pali là chữ Deva Bhuta, là thiên tử. Thì cái chữ Bút Tá này ở trong kinh giải thích nó có nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là con mà do mình sanh ra thì cũng gọi là Bút Tá. Trường hợp thứ hai nữa là con mà người ta cho mình á, không phải mình sanh nhưng mà người khác họ đem cho mình vẫn còn con nuôi á, thì cũng gọi là Bút Tá. Một trường hợp nữa là học trò đệ tử, cũng cái người mà bái mình làm sư làm thầy á, thì cái đó cũng là Bút Tá. Bút Tát là con. Và trường hợp thứ tư đó là cái trên cõi trời đó, thì cái vị nào mà họ cái vị trời nào mà xuất hiện ở trong cái, nếu mà nữ á, mà xuất hiện trong cái phòng ngủ của mình á, thì đó là coi như là vợ của mình xuất hiện ở trên cái bắp chân của mình á, thì đó là con của mình. Và có trường hợp là xuất hiện ở trong cái khu vực lâu đài của mình, nó cũng là con của mình. Và trong trường hợp như là vị đó xuất hiện cái này nghĩa là khi hóa sanh á, hóa sanh từ cõi khác tới, họ xuất hiện ngay ở cái ranh giới đó thì sẽ thuộc về cái vị trời ở ở cái lâu đài đó. Thì ở đây cũng vậy, ở đây là chúng ta thấy rằng là có ngày đây cái vị thiên tử thì cũng vậy, tức là vị này cũng sinh ra làm con của một vị nào đó có quy lực, thì được gọi là thiên tử, ý nghĩa như vậy đó. Thì cái thiên tử Kassapa này nè, theo trong chú giải ghi đó là khi mà Đức Thế Tôn lên cõi trời Đâu Lợi mà thuyết pháp để mà trả 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 hiếu cho bà Ma Da đó, mình kêu bà nhưng mà lúc đó là đã là nam rồi, sẽ là sau khi sanh Thế Tử Tất Đạt được 7 hôm thì bà mất thì bà về trời, bà không có phải là một người nữ nữa mà bà là một vị tiên tiên nam. Thì 7 năm sau khi mà thành đạo đó, có nghĩa là thành đạo năm 35 tuổi, thì 7 năm sau tức là 42 tuổi, thì lúc đó ngài lên cõi trời ngài thuyết pháp để ngài trả ơn đó, thì lúc đó là bà đã là một người 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 người, người, người nam rồi. Đó bà đã là một người nam rồi, thì chúng ta nhớ cái đó. Thì trong lúc mình Đức Phật ngài giảng tới bộ bộ quý phân giác là 7 bộ diệu pháp, ha, 7 bộ diệu pháp, 7 bộ ác quý thâm, thì giảng đến phần là giảng đến cái phần về thiền á, cha nó quý phần gác hả, giảng đến cái phần về thiền á, thì cái vị này nè mới được nghe nghe và ghi nhận một số điểm mà mình thấy tâm đắc. Rồi về sau nhiều năm sau, nhiều năm của nhân loại, có nghĩa là so với một ít thời gian thôi. Bởi vì chúng ta biết trên cõi trời Đậu Lợi đó thì 100 năm ở một ngày một đêm ở trên đó là bằng 100 năm ở cõi người. Như vậy thì 3 tháng ở cõi người mà Đức Phật thuyết pháp trên đó nó tương đương với mấy phút thôi. Mấy phút thôi. Là một chúng tôi nhắc lại là 100 năm ở cõi người nó chỉ bằng có mấy mà chỉ bằng có một ngày đêm trên đó, cho nên nói mấy năm sau đó thì coi như thời gian cũng không là bao nhiêu.
Thì vị này xuống hầu Phật và mới đem vị nó mới hỏi lại, nó hỏi không phải hỏi, nhưng mà vị này nhắc lại một cái điều tâm đắc mà mình đã được nghe trong nhiều năm trước. Thì vị đó mới nói rằng: Bạch Thế Tôn, con đã từng nghe Thế Tôn nói như vậy đó. Vậy đâu chú giải mới nói rằng là có nhiều trường hợp, có nhiều trường hợp, có nhiều khi người ta đến, người ta hầu Phật đó, để người ta Cát Thê Thú Ca Mô, người ta muốn nói cái điều gì đó chứ không phải để người ta hỏi. Trong đây mới để là có trường hợp đó, người ta chỉ có hỏi, người ta chỉ muốn hỏi thôi, người ta chỉ muốn tìm cái dịp để người ta trình với ngài một cái chuyện gì đó mà người ta muốn nói, chứ còn không phải là người ta thắc mắc. Thì trong trường hợp đó, thì Đức Thế Tôn để cho người ta nói. Thì trong trường hợp này cũng vậy, ông xuống không phải là ông thắc mắc, mà ông xuống ông chỉ muốn nói, ông chỉ muốn trình với ngài cái điều mà ông thấy tâm đắc thôi. Thì cái ông muốn trình thưa với ngài thì cái đó trường hợp đó gọi là cách thề Thú Ca Mát. Cho nên cái câu kệ thứ nhất này nè thì không phải là câu hỏi, mà chỉ là cái điều trình ra. Bạch Thế Tôn cũng có cái điều tâm đắc là ngày xưa Thế Tôn đã từng nói cho chúng con nghe về cái hạnh của vị tỳ kheo như vậy đó. Thì Phật biết biết trường hợp này, ngài biết ông này muốn nói cho, phải muốn hỏi, cho nên ngài mới nói ông là ok, muốn nói thì nói đi. Thì ông mới nói thế này, ông nói rằng là ông chỉ thu gọn, theo chú giải là ông thu gọn toàn bộ những gì mà ông đã được, ông thấy là tâm đắc, và ông đã được nghe đó, từ ngày mà ông thấy tâm đắc thì ông gom lại thành một câu kệ thôi, là hãy học điều khéo nói trong hạnh nghiệp sa môn, vắng lặng ngồi một mình với tâm tư an tịnh. Thì cho tôi coi lại cái câu chánh văn Pali. Supha sitassa sikhetha, hãy học điều khéo nói. Cái này nếu mà mình chỉ đọc cái bản tiếng Việt á, thì nó hơi tối nghĩa nha, nó hơi tối nghĩa, mà nếu mà mình ngó bản Pali thì nó sáng trưng. Supha sita tức là thiện ngôn, gọi là cái điều điều đáng nói. Thiện ngôn hay là điều đáng nói, tức là hãy tập nói, hãy nói được những điều đáng nói. Thì cái điều đáng nói ở đây là gì? Điều đáng nói ở đây đó có nghĩa là hãy nói năng. Ở đây hả, ám chỉ cho việc phát biểu cứ trên trí tuệ nhận thức về về tứ đế. Rồi cái gì nữa? Về tứ đế, rồi về 37 bồ đề phần, rồi cái gì nữa, rồi 10 cái chánh, 10 chánh ngữ, 10 chánh ngữ. Thì tổng cộng lại đó thì có ba vấn đề. Cái chữ xuất phát xứ tá đây là thiện ngôn ha. Thì cái câu kệ đầu tiên, cái câu đầu tiên nói rằng là vị tỳ kheo phải học tập, phải học tập, phải học hỏi kinh điển như thế nào đó, mà để những điều mình nói ra đó là luôn luôn y cứ trên cái tinh thần, của cái trí tuệ bốn vấn đề về 37 bộ địa phần và 10 chánh ngữ. Tôi nhớ tôi đã thưa với các vị Phật tử 1.000 lần, 1.000.000 lần ấy, đó là cái pháp Phật có nhiều cách nói,
Có những cái chỗ Đức Phật ngày ngày không có gọi kêu, ngày không có nói mình, ngày không có kêu gọi mình đoạn trừ tất cả phiền não. Mình có những trường hợp đặc biệt ngày chỉ nói rằng tu tập như thế nào để đoạn trừ cái kiêu mạn. Có chỗ ngày nói là hãy tu tập thế nào để đoạn trừ cái Phật, có chỗ ngày nói tu tập thế nào để đoạn trừ cái tham ái, có chỗ ngày kêu là tu tập thế nào đoạn trừ cái vô minh, vân vân. Tức là có những chỗ ngày nói đến tất cả phiền não, có chỗ ngài chỉ nói đến cái một thứ phiền não nào đó thôi. Là vì sao? Là vì cái căn cơ, cái khuynh hướng của người trước mặt đó, chỉ cần nói ngay ngay cái điểm đó là họ thấm một điều đó thôi. Thí dụ như họ là người kiêu mạn rất là nhiều, kiêu mạn như là khoe đó, nổ đó, thấy mình hay, thấy mình giỏi, thấy mình ngon lành đấy. Thì trong trường hợp đó, sau khi mà ngài nói xong một cái điều gì đó, cái ngày kết thúc đó, A La Hán. Đó là một cách nói, thay vì ngày kêu gọi mình chấm dứt tất cả phiền não mà không, ngày chỉ nó kêu gọi mình chấm dứt cái ma nát thôi, ngày chấm dứt cái ngã mạn thôi. Bởi vì chỉ có La Hán mới chấm dứt được ngã mạn. Thì khi ngày kêu gọi mình chấm dứt phẫn nộ đó, có nghĩa là tối thiểu nó mình nó chấm dứt A La Hán. Thì A La Hán mà chấm dứt được cái dục ái và sân mà. Và có chỗ ngày kêu gọi mình chấm dứt thành kiến, cái sắc kaya đó, thì mình nghe thì mình thấy nó đơn giản, mà thật ra nó muốn chấm dứt được thành kiến mình tối thiểu phải là tu đầu quần, tối thiểu đó, sotapanna đó, sotapatti đó, tối thiểu đó phải là cái việc tu đầu quần. Mà các vị biết rồi, một người mà chấm dứt thành kiến đó là chắc chắn phải là tu đầu quần. Mà đã là vị tu đầu quần đó, thì coi như nước mưa nó đã chảy vô cái máng xối rồi. Có nghĩa là sao? Nước mưa nó còn, nước mà nó còn nằm ở trên mây đó, thì không biết khi nào mưa, mà không biết mưa xuống đâu mình không rõ, mưa xuống mái nhà, mưa xuống đồng ruộng, mưa trên núi, mưa trong rừng, mưa xuống sông, mưa trên biển. Nhưng mà nước mưa mà nó đã chảy vô máng xối rồi thì nó chỉ có một con đường duy nhất là nó chảy vào cái chỗ nào mà cái người gắn máng xối là họ muốn. Thí dụ như họ muốn nó chảy xuống lưu nhà, hoặc là họ muốn nó chảy xuống một cái đường nước nào đó mà họ đã chuẩn bị rồi, đã trù tính sẵn đấy, chỉ còn đường đó thôi. Cho nên cái vị tu đầu quần là cái người mà trong kinh Đức Phật thì gọi là trực hướng chánh giác. Có nghĩa là chỉ còn một con đường thẳng đi đến Niết Bàn, chỉ còn một đường thẳng đi đến thì giác ngộ, chứ không có một lựa chọn khác, giống như phàm phu mình. Ở đây cũng vậy. Ở đây thì tuy là cái câu nói, cái câu phát biểu của vị trời, nhưng mà bây giờ nhắc lại lời của Đức Phật, nhắc lại cái tinh thần mà lời Phật mà mình đã nghe lúc mà ngày thuyết bộ diệu thuyết đại diệu pháp ở được của trời đó, thuyết cái phần cha nó quý phân giác, tức là một trong 18 phần của bộ quý phân giác, mà bộ quý phân giác là bộ thứ hai của tạng diệu pháp. Thì ông nhắc lại rằng á, là con nhớ cái tinh thần mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng trên đó, là vị tỳ kheo phải nói năng trên cái tinh thần về cái trí tuệ, trên tinh thần của cái trí tuệ nhận thức bốn đế. Bởi vì nếu mà mình không có được cái nhận thức bốn đế thì làm sao mà mình ăn nói trên tinh thần của nhận thức bốn đế? Mình không có tu tập 37 pháp trợ bồ đề thì làm sao mà mình có thể ăn nói trên cái tinh thần của 37 pháp trợ bồ đề? Thì cái chữ y cứ ở đây, cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nếu mà mình ngồi mình nhìn kỹ lại thì tăng ni tu nữ Phật tử của mình, kể cả những vị mà mình cho là tu hành ghi gớm, không tu hành ghi gớm, chứ khi mà mình gặp nhau đó, mình có bao giờ mình ăn nói thì cái tinh thần của 37 pháp bồ đề không? 37 pháp bồ đề là thất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ nhĩ túc, thì tổng cộng lên là 30, 37 nha. Ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, tứ niệm xứ. Thì đó gọi là 37 pháp trợ bồ đề. Mà 37 pháp này nói cho cùng ấy, đối với một người hậu vi pháp và khư khư chi pháp ấy, thì cũng phải nhìn nhận một điều, đó là cái chi pháp đó, nói tới nói lui chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thí dụ như Bát Chánh Đạo mình nói là số 8, nhưng mà cái tinh thần của Bát Chánh Đạo cũng chính là cái tinh thần của Thất Giác Chi. Mà cái tinh thần rốt ráo của Thất Giác Chi chính là cái tinh thần rốt ráo của Tứ Niệm Xứ. Mà tinh thần rốt ráo của tứ niệm xứ cũng chính là tinh thần của ngũ căn ngũ lực.
tức là tính tánh thì mình tuệ, nhưng mà có điều tùy chỗ, chỗ thì ngày kể thành 6, có chỗ ngày kể thành 7, có chỗ ngày kể thành 8, có chỗ ngày kể thành 5, có chỗ ngày kể thành 3 là giới định tuệ. Thậm chí trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật từng dạy rằng là vị tỳ kheo có hai việc phải làm thôi, đó là chỉ và quán. Có chỗ người nói vị tỳ kheo có hai việc phải làm thôi, đó là pháp học và pháp hành, nhưng không nói tới pháp thành. Pháp thành là không không có cần nói tới, bởi chỉ cần pháp học pháp hành mà cho nó ngon lành, cho nó tới nơi tới chốn, thì nếu mà đủ cái ba la mật thì tự nhiên nó lòi ra cái pháp thành. Pháp thành tức là đạo quả đó. Ngày chỉ nói là vị tỳ kheo cần những hai cái đó, pháp học, cái gan tháp thu rác và cái vipassana thu rác. Cái gan đá thu rác cần pháp học nhé, pháp học rồi vipassana thu rác là cái pháp hành. Cái pháp hành ở đây ở trong trong kinh xài thẳng là cái vipassana nha, bởi vì cái samatha đó, đối với cái người có nhiều người họ cái cách tạo ba la mật của họ đó, khi trước khi họ chứng quả chứng đắc đạo quả đó, họ họ có chứng đắc thiền định trước, nhưng có những người họ không cần cái đó, thậm chí họ muốn cũng không được nữa, trong cái ba la mật của họ nó không có cái, không có chuẩn bị cho cái vụ này, cho nên là họ chỉ tu tứ niệm xứ thôi, chỉ tu tứ niệm xứ thôi, thì nhớ nhớ giùm cái đó. Thì trong cái bài kệ thứ nhất, cái bài kệ thứ nhất, cái trong trong cái câu thứ nhất của bài kệ đó, tức là vị tỷ kheo hãy học tập thế nào để khi mình nói năng trên cái tinh thần của trí tuệ Bồ Đề. Biết các vị còn nhớ Bồ Đề không? Thấy chưa? Bây giờ cứ mỗi lần mà giảng tới đây nó mới lòi ra cái đề nghị chúng tôi trong cái bài giảng đầu tiên. Nó có một cái câu cụ thiệu mà người phải thuộc lòng thôi. Đó là cái vô minh trong bốn đế đó. Thì bốn đế là gì? Chúng biết trong rừng còn nhớ không? Lúc đó các vị không có ngờ, không có ngờ là nó quan trọng như vậy. Mình cứ đi vòng đi hồi thì thế nào cũng gặp, cũng phải nhắc lại bốn đế thôi. Một á, khổ đế là gì? Tất cả mọi hiện hữu trên đời là khổ. Làm ơn nhớ giùm cái đó. Tất cả mọi hiện hữu trên đời là khổ. Dầu là một đứa bé hay là một người già, một người nam hay là một người nữ, mình sinh ra là một người giàu hay là một người nghèo, một người giỏi, một người dở, một người đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn, sinh ra làm nhân loại hay là làm chư thiên, làm con ruồi con muỗi hay là làm mà chuyển lưng thánh vương, làm cái gì không cần biết, chỉ biết hãy có mặt trên đời này là khổ. Tất cả mọi hiện hữu là khổ, đó là sự thật thứ nhất, gọi là khổ đế. Cái sự thật thứ hai, sự ưa thích trong sáu trần đó là khổ. Xin lỗi, sự ưa thích trong sáu trần là nguyên nhân dẫn tới khổ, tức là nguyên nhân dẫn tới mọi mọi sự hiện hữu, tức là mọi sự hiện hữu, mọi sự tồn tại trên đời này, dầu là làm nam phụ lão ấu, làm chư thiên loài người, bàn sanh súc vật, phạm thiên vân vân, thì tất cả nó đều là khổ. Nhưng mà cái chuyện có mặt đó ở đâu nó ra? Nó từ cái lòng lòng ưa thích. Ưa thích trong sáu trần có nghĩa là ưa thích trong những cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng và mình suy suy tư. Nhớ dùm cái đó. Cho nên cái tập đế ở đây có thể trong kinh kể có ba là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, nhưng mà cũng có thể kể thành sáu, rồi có nghĩa là sự ưa thích, sự tham đắm ở trong sáu trần, mà cũng có thể kể thành thành hai, đó là tham ái trong danh và tham ái trong sắc. Tham ái trong danh và tham ái trong sắc cũng được, nói vậy không có sai. Thì tất cả mọi hiện hữu là khổ, đây là sự thật thứ nhất, sự thật này được gọi là khổ đấy. Cái sự thật thứ hai đó, tức là tất cả mọi cái khổ nó đều đi ra từ từ cái sự ưa thích ở trong sáu sáu trần. Và cái thứ ba đó là có một cái trạng thái, có một cái cứu cánh dẫn đến cái việc chấm dứt tất cả hiện hữu, tất cả tham ái, đó chính là niết bàn. Cái này tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi. Hữu dư y niết bàn là sự vắng mặt của tập đế, diệt đế, gồm gồm có hai nè, cái hữu dư
Niết bàn là sự vắng mặt của tập thế. Khi vị thánh đã diệt trừ phiền não, hả? Tôi vừa nói mà tôi vừa đánh thì nó chậm quá. Cái gì phiền não mà vẫn còn còn sống thì gọi là hữu duyên niết bàn. Rồi trường hợp thứ hai là vô dư niết bàn là sự viên tịch của vị ấy. Tức là ở dưới, chẳng hạn nhà dưới gốc cây sa la mà Đức Phật ngày ngày ngày, ngày chính thức ngày ngày pass away, ngày ra đi thì trường hợp đó ở Kusinara lúc ngày 80 tuổi đó được gọi là vô dư niết bàn. Còn ở dưới gốc Bồ đề đó, cái năm là ngày 35 tuổi đó, lúc đó ngày còn sống nhưng mà ngày đã chấm dứt tất cả phiền não rồi, thì trong trường hợp đó gọi là hữu dư niết bàn. Thì cái việc đấy nó có hai trường hợp. Một đó, là nếu mà vị thánh còn sống nó được gọi là hữu dư niết bàn hay là hữu dư tập đế, hữu dư diệt đế, hữu dư diệt đế, thì lúc đó đó được gọi là sự vắng mặt của tập đế thôi. Nhưng mà khi vị thánh thì a la hán mình đã viên tịch không có còn sống nữa thì được gọi là vô dư niết bàn, nghĩa là lúc đó đã vắng mặt luôn cả khổ và tập đế. Thì tôi nhắc lại, khổ đế là tất cả sự hiện hữu bao gồm sanh già đau chết, sẽ muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần, nói chung là sự có mặt của năm năm quẩn thì gọi là khổ. Trường hợp thứ hai là cái tất cả khổ nó đều đi ra từ từ tham ái. Và trường hợp thứ ba, cái sự thật thứ ba được nghĩa là trên đời này bên cạnh cái sanh tử, bên cạnh cái đau khổ trầm luân, nó có một cái cứu cánh niết bàn. Và cái thứ tư là cái cứu cánh niết bàn đó nó có một con đường nó dẫn đến để đưa tới, đó chính là cái sự hành trì, đó chính là bản thân bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng nếu mình học kinh Phật cái mình ngó kỹ lại, cái tinh thần của bát chánh đạo chính là tinh thần của giới định tuệ. Có nghĩa là thứ nhất là có giới, có định và có tuệ. Nói nôm na nhé, giới là moral, có nghĩa là tất cả những gì mình nói mình làm á, nó luôn luôn y cứ trên tinh thần của chánh pháp. Mình nói mình làm cái điều gì cũng không có hại mình, hại người đời này kiếp khác thì đó được gọi là giới. Nói và làm. Còn cái định ở đây là gì? Định ở đây đó nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng, concentration, khả năng tập trung tư tưởng để mà chứng đắc tối thiểu từ cận định trở lên. Cận định tức là cái giai đoạn bắt đầu cho sơ thiền trở lên, cho tới sơ nhị tam tứ thiền sắc giới rồi đến thiền ngũ sắc, thì cái đó toàn bộ cái này được gọi là định. Còn tuệ đây là gì? Tuệ đây có nghĩa là cái khả năng nhận thức cái bản chất thật sự của vạn hữu ở đời, biết rõ mọi thứ ở đời nó chỉ gồm có hai thôi, đó là danh và sắc. Danh là tất cả những gì nó thuộc về mental, còn sắc là tất cả những gì nó thuộc về physical. Thì cả hai cái này nó đều đều luôn luôn là vô vô thường. Tất cả đều là vô thường hết. Mà cái gì vô thường thì cái đó là cũng là khổ, là vô ngã. Mọi thứ đó, những cái gì trên đời này nó cũng đều là do nhân duyên mà tạo ra, rồi cũng do nhân duyên mà biến mất. Tất cả các thứ trên đời này nó đều nằm trong cái sự chi phối của nhân quả. Nó đều nằm ở trong cái sự chi phối của tam tướng. Của nhân quả, nghĩa là cái gì cũng do nhân duyên vô số cái condition nó tạo ra. Vậy cho nên trong kinh mới gọi đó, cái đời sống của mình đó là conditional things. Vạn vật ở đời này nó chỉ là conditional things, có nghĩa là những thứ mà nó phải lệ thuộc điều kiện nhân duyên nó mới có mặt, gọi là sankhara. Sankhara là chỗ đó đó. Cái người tôi cái tuệ đây có nghĩa là hiểu gì, hiểu là mọi thứ nó luôn luôn phải lệ thuộc cái điều kiện, và hễ như có cái điều kiện để nó xuất hiện thì nó cũng có cái điều kiện mà nó biến mất. Cái hành tứ niệm xứ thì chỉ là để thấy nhiêu đó thôi, chứ còn mình nghe nó thiền ấy, mình nói bây giờ tôi còn trẻ tôi đâu có cần tu, mới mốt già tôi tu. Nhưng thật ra cái nhận thức về thiền nó không, nhận thức về tứ niệm xứ nó không có phải đợi tính già, mà ngay lúc nào mà mình có thể mình lắng tâm mình theo dõi được, mình làm được thì cứ làm. Vì sao?
là vì tuổi trẻ nó còn lanh lợi, nó còn sắc bén, nó còn bén nhạy, nó còn tinh tế. Chứ còn mà khi mình già rồi đó thì một là cái tật đó, nó nhiều hơn là cái trí, rồi cơ thể thì bệnh hoạn yếu đuối, đi không vững, tay cầm cái muỗng còn không chắc, thì hỏi gì chịu được cái đầu óc thì lúc nhớ lúc quên, hỏi thiền thì cái nỗi gì nè. Cho nên tiếng làm ơn nhớ dùng cái tứ niệm xứ, nó là cái sự nhận thức cần phải được thực tập liên tục và liên tục. Thì có thể đối với một người mà chưa có từng thực tập cái niệm xứ thì họ thấy cái chuyện này nó không có, thứ nhất là nó biết nó đâu có gì đâu ghê gớm cao siêu, mà tại chẳng hạn như trong kinh tự nhiên kia mình ngồi mình thở, mình thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, rồi biết rõ mình thở ra bằng cái sự bực mình, thở vô bằng cái sự bực mình, thở ra bằng cái sự vui thú thu vui thích, thở vô bằng cái sự vui thích. Nói chung là mình trong cái tình trạng tâm lý nào thì mình biết rõ mà làm gì được cái gì, nghe nó rùi bu mà nghe nó tào lao mà nghe nó vô ích mà nghe nó trẻ con, nó ngớ ngẩn, nó vớ vẩn, nó làm sao á. Nhưng mà cái cảm nhận đó là dành cho người không có tu tập, và cái người không có thật sự thấy chán, thấy sợ cái đời sống này thì họ nghe cái đó họ thấy nó tào lao. Nhưng mà thử họ thực tập một lần đi, khi mà mỗi lần mà mình bị khổ về vì chồng vợ con cái, vì chuyện công ăn việc làm ấy, khổ vì cái tình đời ngang trái bẻ bàng ấy, thì lúc đó, đó mình quay lại với Phật pháp, mình thử sống chậm lại, đi đứng nằm ngồi, biết rõ mình đang làm cái gì, mà biết thôi, chứ không ai mà bắt mình phải lừ đừ chậm chạp nhìn nó gì không giống ai, không phải thiện phải như vậy. Tứ niệm xứ có nghĩa là sống chậm lại một chút thôi, có nghĩa là nó cái chậm nó vừa đủ để mình nhận ra thôi, chứ không cần phải lò mò lắm ổng nhìn thấy ớn quá. Có nhiều người tu thiền xong về nhìn giống như bệnh vậy đó, nó không phải. Thì tôi nhớ có mấy người hỏi tôi thế này, hỏi chú thiền chậm quá thì nó kỳ, mà mình cứ sinh hoạt bình thường á thì mình theo dõi không có kịp thì phải làm sao. Tôi nhớ tôi trả lời thế này, tôi nói tôi không phải là thiền sư nhưng mà tôi chỉ hỏi diện câu thôi nha, tôi không phải là thiền sư nhưng mà trước cái câu hỏi của các vị đó tôi xin hỏi hỏi ngược lại một câu thôi. Các vị có thể nào mà vừa ăn mà vừa nghĩ đến chuyện mà đi shopping không? Tức là cái miệng một cái muỗng đó, nó đút vô miệng cái mình vừa nhai mình vừa nuốt ha, mình vừa enjoy cái bữa ăn đó, mà cái đầu mình đó, nó cũng vừa nghĩ đến cái chuyện shopping ngày hôm qua hoặc là cái chuyện shopping lát nữa, được hay không? Được chứ, cái trong rung mới nghe. Dạ được chứ, ví dụ như bây giờ tôi vừa ăn nè, bây giờ ông Dương Tiêu ông đãi tôi bánh xèo, tôi ngồi tôi lấy bánh xèo, tôi ăn theo kiểu mà miền Trung á, là tôi lấy bánh tráng nhúng nước xong rồi tôi bỏ bánh xèo vô, rồi tôi bỏ rau vô, rồi tôi cuộn, rồi tôi chấm, tôi ăn, tôi vừa ăn nhai xòm xàm mà cái đầu tôi nghĩ chiều nay là người ta chở tôi đi ra ngoài San Francisco nè, chở tôi đi xuống Chinatown nè, tôi sẽ mua cái gì được chứ sao không được. À, hoặc là tôi tắm, tôi vừa tắm mà cái đầu tôi vừa nghĩ đến chuyện khác, nghĩ tôi nước cái shower nó đổ nước xuống mình tôi mà nó đổ rồi kệ nó, mà tôi cứ vừa chà xà bông mà tôi vừa nghĩ đến chuyện này chuyện kia được chứ sao không được. À, rồi tôi vừa đi lang thang ở trong mấy cái park á, tôi vừa đi mà tôi vừa nghĩ chuyện này chuyện kia được chứ. À, thì tại sao mà mình vừa đi nè, vừa tắm nè, vừa ăn nè mà mình vừa nghĩ tùm lum được, mà tại sao mà mình nói rằng mình không theo dõi nó được, làm sao? Bởi vì theo trong A Di Đàm á thì mình nhận thức mình theo dõi nó cũng là tâm, mà mình nghĩ tầm bậy tầm bạ đó, tào lao thiên tướng nam tào bát đẩu thì cũng là tâm, mà tại sao mà mình để cái đầu mình nó nghĩ tầm bậy tầm bạ thì mình vẫn đi được, vẫn ăn được, vẫn tắm được, mà tới lúc mà mình theo dõi nó đó thì mình lại nói là không kịp là sao? Cái đó mới lạ dữ á, cái chuyện này mới lạ dữ á. Còn có người họ nói với tôi, họ nói là theo cái thiền của mấy sư tứ niệm xứ là làm gì biết đấy, sao lái xe đang lái xe mà tứ niệm xứ tôi đã chết rồi, hiểu cái kiểu đó là chết cha rồi. Tứ niệm xứ là cái gì? Là anh lái xe anh vẫn lái bình thường, không ai mà bắt anh phải lò mò hết trên xa lộ, mà lò mò nó đụng cho mà chết rồi.
anh vẫn lái xe bình thường, anh muốn sang lên anh thấy con mắt anh nhìn đàng hoàng y chang, anh vẫn lái xe đàng hoàng cho tôi, anh đừng có thêm bớt cái gì hết trơn. Anh thiền ở đây nó không phải là cái sự thêm bớt cái gì đặc biệt vô trong đời sống của mình, mà nó chỉ là cái sự thay đổi thôi. Biết cái việc đó, nghe tôi nói kịp không? Thí dụ như là trước đây đó mình làm bếp đó, bằng con dao xét, con dao xét mới xét, xét là bị stain á, vậy con dao xét, con dao rẻ tiền, con dao mẻ. Bây giờ mình làm bếp đó, bằng con dao đắt tiền, con dao tốt, con dao không có mẻ, con dao không có xét, chỉ vậy thôi. Làm ơn nhớ dùm cái đó. Có nghĩa là trước đây đó mình sống, mình hành động, mình làm việc bằng cái tâm bất thiện, cho nên mình không biết mình đang làm cái gì. Bây giờ mình sống, mình hành động, mình sinh hoạt mà bằng cái chánh niệm, chỉ vậy thôi. Chứ thiền không có nghĩa là mình thêm cái gì vô đời sống của mình, nên nhớ không phải thêm, no adding, mà chỉ là replace, chỉ là thay thế thôi. Làm ơn nhớ giùm cái đó, chỉ là thay thế thôi, nó không có gì để thêm hết, không có gì để thêm hết, không có gì để thêm. Có nghĩa là hồi đó mình tay thì làm mà cái đầu thì nghĩ tầm bậy, thì bây giờ cái tay chân người tay làm chân đi bình thường, nhưng mà thay vì mình nghĩ tầm bậy, bây giờ mình để ý nó để tôi ăn lại. Chứ tôi đang lái xe, tôi nhắc lại, tôi vẫn kiểm soát được mấy cái traffic sign bên đường, mấy cái bảng mà thông báo về giao thông đó, ở chỗ nào cho chạy 60 này, 45 này, sắp tới là có school zone nè, có sắp tới trường học nè, biết biết. Bây giờ tôi sắp sang lên nè, tôi sang lên phải nè, bây giờ thì tôi xin tôi signal bên phải, sang lên trái signal trái nè. Nhưng mà trong lúc tôi làm chuyện đó, tự nhiên tôi bực, tôi nhớ cái chuyện gì hồi nãy đó, ở ở sở tôi bực. Thì vừa lúc bực tôi biết, bực nha, tôi đang bực mình nha, mình đang bực mình nha, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chứ tôi không có đòi hỏi các vị phải thêm một cái gì nữa. Trước đây các vị làm bếp bằng cái con dao nó xét thì ớn quá, con dao mẻ thấy nản quá, cái con dao mà cái cán nó coi như là xúc để sụp sịch rồi thì chán quá. Bây giờ tôi mới đưa cho các vị con dao Thụy Sĩ, con dao Swiss Army đàng hoàng nha, con dao Victorinox đàng hoàng, con dao rất là đắt tiền. Tôi nói bây giờ bỏ con dao xét đi, bây giờ dùng con dao dao mới này. Các vị nói làm bếp mà bây giờ dùng con dao mới nó mất thời gian dữ lắm, các vị nghĩ cái câu nói đó có chấp nhận được hay không? Bây giờ tôi đang làm bếp, tôi không có thời gian mà tôi xài con dao tốt. Trong khi mình vẫn dùng con dao cũ được thì tại sao mình không có thay thế bằng con dao mới? Khi nào người ta bắt mình cùng một lúc sử dụng hai con dao đó, đúng, lúc đó phải nhìn nhận là mình một tay là sao cầm hai con dao, đúng. Mà đằng này không có phải, người ta không có kêu mình thêm một con dao, mà người ta kêu mình thay thế bằng một con dao khác. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây đó, cái tứ niệm xứ là gì vậy đó, có nghĩa là mình sống chậm để mình biết rõ mà cái gì nó đang xảy ra. Và phải nói rằng thì là đối với một người mà không có thật sự nét chán đời, là một không có từng thực tập, thì họ nghe ba cái vụ mà tứ, cái lý thuyết của tứ niệm xứ họ thấy kỳ lắm. Cái technique của tứ niệm xứ nghe rất là kỳ, tại vì nghe nó không có cao siêu, mà con người mình cái bị mình cái bệnh lạ lắm, thích lạ. Cái bệnh của mình là giống như con nít vậy, mình thích thích đồ chơi nhiều lắm, mình thích cái gì nó phải xanh xanh đỏ đỏ nó mới vui, chỉ còn mình thấy cái gì mà nó đơn giản nó trơn tru nó mới hay nha. Thì trong khi mình tưởng là pháp môn nhiều, cái niệm chú rồi kêu réo chư Phật Bồ Tát rồi, rồi thêm nữa là phải có cái gì nó khó hiểu, nó tối nghĩa, nó mơ hồ như là thần chú ở vậy, đi ra đi ra đi ra số ra 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 đế gì đó nghe nó mới đã. Chứ còn cái gì đâu mà cứ là mình sao biết vậy thì có đâu hay. Hít thở tự nhiên cái hẻm mình đi đứng mình sinh hoạt mình làm mình biết cái đó. Rồi nếu mà không còn không có làm gì đặc biệt thì cứ ngồi xuống theo dõi hơi thở, thở ra biết ra, thở vô biết vô, rồi từ từ cứ đi thêm bước nữa. Tôi đang thở ra, và tôi đang bực mình, biết rõ mình đang thở ra bằng sự bực mình, thở vô rồi tôi đang thở vô bằng sự bực mình, biết rõ. Tôi đang thở ra mà tôi nghĩ đến cái chuyện món đồ sẽ mua, tôi nói, đây là tham nhé. Tôi đang thở ra bằng cái tâm tham ái, tôi đang thở vô bằng tâm tham ái, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, chứ có thêm bớt cái gì đâu. Nhưng mà thử đi, thử thử sống như vậy trong một ngày, coi coi con người của mình nó ra làm sao.
nó có nhiều chuyện lạ lắm. Thử trong một ngày đó mình sẽ thấy rằng trong cái thân thể của mình nó không hề như mình nghĩ, đặc biệt lắm. Mình mà lăn xăn lít xít hả, mình lăn xăn mình không có ngờ rằng cái cơ thể mình nó đau đớn như vậy, nó đủ thứ vấn đề như vậy nha, mình không có ngờ đâu. Mà ngồi xuống thở chậm theo dõi nó, mà tôi nhắc lại 1.000 lần, thở thở trong thiền nó không có phải là mình điều khiển nó, mình không có control nó, mà mình chỉ quan sát nó thôi nha. Nhiều người hành thiền bị cái này, tức là cố ý đẩy hơi ra rồi cố ý hít cái hơi vô, sai. Cái đó không phải thiền, nó phải như vậy. Mà thiền là cái để tự nhiên rồi theo dõi nó thôi. Ừ, bởi vì mình mới thấm thía được cái selflessness, cái vô ngã, rồi đạo Phật là nằm chỗ đó đó. Chậm thôi, chậm thôi, cứ chậm thôi, cứ để ý tự nó đi ra. Nếu mà mình hít vô mà nó đầy rồi thì tự động nó sẽ đi ra, nó hơi nó đi ra. Mà nó ra hết rồi thì tự động nó sẽ đi vô nha. Mình chỉ observe chứ mình không có control. Không không có điều khiển nó, mình không có điều khiển nó, mà mình chỉ là mình quan sát nó thôi. Mình chỉ quan sát nó thôi. Mình chỉ quan sát nó, mình chỉ nhìn nó thôi. Chứ mình không có điều khiển nó. Làm ơn nhớ những cái vụ này quan trọng lắm nha. Thì chỉ có như vậy mình mới thấy được cái thân này không phải của mình. Có nghĩa là nó thở, nó không có thở, nó chịu không nổi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nó đã vô đầy rồi, nó full rồi, tự động nó sẽ ra. Mà nó ra hết rồi thì tự động nó sẽ đi vô nha. Đó là thứ nhất. Chuyện thứ hai là không có điều khiển đó, mà hãy để tự nó đi. Chuyện thứ ba, khi mà mình làm như vậy đó, mình làm đúng như vậy, mình sẽ phát hiện ra một điều rất là ly kỳ, đó là thì ra cái thân của mình luôn luôn ở trong một tình trạng mà phải nói nó căng thẳng, nó bị nó làm việc mà. Máu của mình nó đâu có không, nó phải liên tục nó di chuyển, cái nó circulate suốt máu của mình, rồi mấy cái cơ bắp của mình nó mình cứ tưởng là mình nghỉ ngơi chứ không. Cứ thử đi, khi mình nằm á, mình để ý coi mình có thật sự là relax hay không, tuyệt đối không. Mà chỉ có cái người chánh niệm á, họ mới có thể nằm người nghỉ mà một cách relax. Chỉ có người chánh niệm mới làm được cái đó. Mình mới gọi là be mindfulness, mình mới thật sự relax. Chứ mấy cái muscle của mình nó không có trong tình trạng relax, mà nó luôn luôn trong tình trạng căng thẳng. Nó luôn luôn nó. Mà nếu mà mình gồng, nó gọi là gồng đó, thì làm sao mình nghỉ ngơi được. Cho nên cái người tu tín niệm xứ đó, họ được an lạc hơn cái người bình thường, bởi vì khi mà họ nằm nghỉ đó, họ thật sự là relax. Thật sự, quý vị còn nghe không? Thật sự là relax. Sáng nay tôi làm một cái chuyện rất là bậy bạ, đó là tôi không phải thiền sư, tôi không phải hành giả, mà tôi lại nói quá nhiều về tứ niệm xứ, nhưng mà không thể không nói. Bởi vì cái bài kinh này nó mà không nói như vậy đó, thì bài kinh nó tai qua sự nghiệp còn cái gì nữa nha. Cho nên bắt buộc phải nhớ dùng cái đó, tức có nghĩa là khi mà mình dùng tứ, dùng chánh niệm ấy, mình để mình sống ấy, sống mình ra là cái thân của mình nó không có thật sự khỏe mạnh sung sướng như mình nghĩ đâu, nó luôn luôn trong tình trạng là căng thẳng. Mà mình tại sao mình phải để nó căng thẳng? Chính cái căng thẳng này nó làm cho cái cơ bắp mình không được nghỉ ngơi, nó làm cho cái da của mình nó mau già hơn, mau già, nó mau nhăn hơn mà mình không có ngờ. Cho nên cái tứ niệm xứ nó là một cái pháp môn mà chẳng những dưỡng sinh mà nó còn coi như là nó còn là thẩm mỹ nữa, thẩm mỹ nó để giải quyết cái khâu gọi là nhan sắc cho mình nữa. Thật sự là nghỉ ngơi nha. Rồi về cái tâm cũng vậy, mình không có ngờ rằng cái tâm của mình nó lăng xăng như vậy đó. Nó nghĩ nó buông cái này nó bắt cái kia. Tôi nhắc lại một bài kinh là Phật nói rằng là giống như con chim mà khi nó có điều kiện là tự do, nó sẽ lập tức nó bay lên. Con cá, con chim thì nó bay về trời, con cá thì nó sẽ bơi trong nước, nó sẽ tìm về cái nước. Còn mấy con phóc, mấy cái con chồn, con cáo thì nó sẽ tìm về hang, về rừng. Cũng vậy, khi mà mình không có chánh niệm thì con mắt của mình luôn luôn trong tình trạng tìm cái gì đó để nhìn, có đúng vậy không? Khi mình không có chánh niệm, con mắt mình nó luôn luôn, trừ ra mình ngủ thôi nha, chứ còn hễ mà mình thức, con mắt luôn luôn nó tìm cái để nó nhìn, và lỗ tai của mình luôn luôn trong tình trạng nó tìm cái gì đó để nó nghe, cái lỗ mũi của mình nó quớt liên tục, nó luôn luôn nó tìm cái gì đó để nó ngửi, và cái thân của mình, nó cái xúc giác của mình nó luôn luôn tìm cái gì đó để nó touch.
luôn luôn, mà luôn luôn. Và cái đầu của mình á, cái mind của mình thì luôn luôn nó tìm cái này để mà nó suy nghĩ, tìm cái kia để nó suy nghĩ đấy, mà mình không có ngờ. Cho nên sáu căn của mình nó giống như sáu con thú vậy đó, có nghĩa là chim thì luôn luôn already để bay về trời, cá thì sẵn sàng luôn luôn sẵn sàng để đi về nước, cá thì luôn luôn đi về hang, con rắn con rít thì chung chung nó chung xuống đất nha. Thì mình cũng vậy, sáu căn của mình luôn luôn trong tình trạng như vậy. Và như vậy thì sao, khi mà sáu căn của mình mà nó chạy theo sáu trần, sáu cái sense của mình á, mà nó chạy theo sáu cái object á. Tôi không nói tiếng Việt 100% là bởi vì có nhiều người ở đây có thể tiếng Việt hơi yếu. Thì trong trường hợp đó thì có nghĩa mình đang gieo cái nhân sinh tử, đang gieo cái nhân trầm luân. Là vì sao? Là vì những cái chuyện mà mình suy nghĩ, mình nghe, mình ngửi, mình nếm nó toàn là chuyện tào lao không. Mà cái đầu của mình nghĩ nhiều về cái tào lao đó thì mình chết rồi mình sẽ đi về cái cảnh giới tào lao. Cứ nhớ nhiều đó thôi. Sống bằng chánh niệm thì đi về cái cảnh giới của chư thiên, của loài người. Nhưng mình sống bằng cái tham sân si đó, nhìn để mà thấy bực mình, nghe để mà thích, nghe để mà bực mình đó, thì coi như cái đó là sống bằng tham, sống bằng sân. Mà cái người như vậy đó mà chết mà cầu siêu là cầu cái nỗi gì đấy. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi là thầy chùa nhưng mà tôi không có tin cái chuyện cầu siêu. Bởi vì cái mỗi người nó siêu hay không là từ cái lúc người ta còn sống nó đã siêu rồi. À, nó muốn siêu hay không nó giống như là cái vé máy bay vậy đó, là mình phải mua trước chứ không có phải là mình thương má mình quá là mình chở bà ra tới phi trường rồi cái mình năn nỉ ở ngoài phi trường cho bà lên máy bay để cái chuyện không có rồi nha. Là mình trước hết mình phải có tiền rồi cái gì nữa, mình phải có sức khỏe chứ còn cái thứ mà nằm thoi thóp thì nó đi máy bay làm cái gì nha. Nó phải có tiền là phải có sức khỏe rồi còn phải có cái gì nữa, nó phải có cái tay nữa, dầu đó là thì nó phải là nó phải có cái vé trong tay nữa chứ. Nói chung cái chết là gì, cái chết nghĩa là mình chỉ ra phi trường thôi. Rồi mình hấp hối là gì, hấp hối có nghĩa là mình đi qua cái chỗ checkpoint, chỉ nhớ nhiều đó. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải có cái vé trong tay ha, lúc nào phải có cái vé, dù cái vé đó vé điện tử mình in ở nhà hay là cái vé check in tại thị trường thì lúc nào phải có cái vé mình để mình đi vào qua cái chỗ checkpoint, rồi từ đó mình mới đi vô boarding, đi vô cái chỗ mà lên máy bay đó. Thì cái chết y chang như vậy, thì cái việc tưởng tượng người ta lúc đó là người ta đã boarding rồi, cái lúc mà người ta đang ngáp ngáp đó, cái tay bắt cánh chuồng, nghĩa là cái ngón trỏ và cái ngón cái nó đang đã nắm vào nhau rồi nó bấm vào nhau, là lúc đó họ đang đang check mà đang đang đi qua cái cửa checkpoint. À, vì họ hắt hơi là lúc đó họ đã boarding rồi, thì họ lúc đó cầu nguyện là cầu cái gì giờ đó mà lại còn đi năn nỉ mấy cái nhân viên security ở ngoài phi trường, nó cho má tôi lên máy bay mà không có vé được hay không, không phải mua vé sẵn nha, phải mua vé sẵn. Cho nên ở đây y chang như vậy đó, tu tứ niệm xứ là sao, là mình đã mua vé, mà mua vé gì, mua vé để đi về về Venice của Ý, về Paris của Pháp, về London của Anh. Trong khi đó nếu mình không có tu á thì coi như mình mua vé về Iraq, mà nếu mình có tu á thì mình đi bằng cái hãng US Airways, Continental hoặc United hoặc Lufthansa hoặc là KLM của Hòa Lan. Còn nếu mình không có tu á thì mình đi bằng máy bay Malaysia Airlines. Malaysia Airlines mà bay về đâu, bay về Iraq nha. Chuyến bay là MH17, ok, chuyến bay MH17 mà của hãng là Malaysia Airlines. Và giờ đó mà còn là còn 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 cầu nguyện cái gì nữa hả? Tôi bây giờ đó mà mỗi lần mà tôi đọc là cái tin tức của cái vụ mà mấy chiếc máy bay của Malaysia tôi còn lạnh sống. Mình ở dưới đây mình nổ, mình tưởng mình ngon, mình là này là nọ, là ông này là bà kia hết, khôn ngoan giàu có xinh đẹp hết, quyền lực quen biết người này người kia, máy bay mà nó đã rời khỏi phi trường rồi thì coi như xong. Những thứ mình có coi như là nó chỉ còn có một ít thôi, một ít ý nghĩa, chứ còn toàn bộ nằm trong tay phi công rồi, nằm ở trong cái chiếc máy bay. Phi công mà có vấn đề, máy bay có vấn đề là buồn hết. Đấy, cho nên là này tu hành có nghĩa là mình mua một cái vé cho ngon lành để đi về một nơi chỗ ngon lành. Đấy. Các vị nhớ máy bay nó có nhiều chuyến, có những chuyến nó là honeymoon, có những chuyến bay là honeymoon của những cặp mới lấy nhau, nhưng có những chuyến bay
mà cái người ngồi trong đó họ không muốn đáp xuống. Đó là chuyến bay dẫn độ, nếu ở đây có ai biết dẫn độ không? Dẫn độ thì như cái người đó họ phạm tội ở đất nước nào đó, rồi họ được chính phủ của hai quốc gia trao đổi với nhau và đồng ý đem anh này đi từ quốc gia này qua cho quốc gia khác để về mà chịu chịu án đó, thì gọi là dẫn độ. Hoặc là cái sự trở về nhà của một người đàn ông thất bại trong gia đạo, sự trở về nhà của một người đàn bà không có hạnh phúc trong tình yêu, thì tất cả những chuyến bay đó đều là những chuyến bay buồn. Mình chán lắm, mình không ngờ bây giờ phải quay về với con người đó, quay về với mấy cái mái nhà mà gọi đó là đáng sợ, đáng chán đó. Thì cũng vậy, cuộc luân hồi nó có những cái chết là sự tìm về những nơi chốn tuyệt vời, nhưng có những cái chết nó là sự tìm về với những cái nơi chốn đáng sợ. Nó y như thì nãy tôi nói rồi, nó giống y như những chuyến bay mà đưa mình về Hawaii để honeymoon, nó đưa mình về Venice để honeymoon, nó đưa mình về Paris, về Rome để mình đi shopping, nhưng có những chuyến đi nó đưa mình trở về Iraq, có những chuyến đi nó đưa mình trở về châu Phi. Ok, mà tu tiết niệm xứ là để mua một cái vé cho thật là ngon ngon lành, chỉ vậy thôi. Ok, cái câu thứ nhất là vậy nhé, có nghĩa là nói năng. Vị tỳ kheo tu tâm thế nào mà hả mở miệng ra là phải y cứ trên cái nhận thức về 4D, y cứ trên cái sự trên cái nhận thức về 37 pháp trợ bồ đề, y cứ trên trên chi trên 10 cái chánh ngữ. 10 chánh ngữ làm sao? 10 chánh ngữ có nghĩa là cái đề tài nói chuyện của mình nó dẫn tới chánh kiến, đề tài nói chuyện của mình nó dẫn đến chánh tư duy, cái đề tài nó cái điều mà mình nói đó nó có cái nội dung đó, dẫn đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Mình nói chuyện mà cái đề tài mình nói chuyện nó dẫn tới mấy cái này nè, đó là bát chánh, nó dẫn tới bát chánh đạo, và nó dẫn đến hai cái thứ nữa, đó là chánh trí và chánh chánh giải thoát. Chánh trí đây có nghĩa là ám chỉ cho chánh trí này là nó ám chỉ cho cái chi, cho đạo và quả. Còn chánh giải thoát đây là chỉ cho cái trí tuệ phản kháng. Phản kháng này có nghĩa là kháng này kháng có rê nha, phản kháng kháng này không phải, nó không phải là anticipate, nó không phải là phản kháng. Phản kháng này là nhìn lại, phản kháng này là sự nhìn lại những gì mình đã chứng đắc. Thì như vậy là cái ngôn ngữ nào, cái cách nói năng nào mà nó dẫn đến cái thiện pháp, nói nôm na đây, nó dẫn đến cái thiện pháp cho người nghe và cả người nói, thì cái đó được gọi là chánh ngữ. Còn cái đề tài nói chuyện nào mà nó dẫn đến cái bất thiện cho người nghe và bất thiện cho người nói, thì đó được gọi là tà ngữ nha, nhớ dùm cái đó. Cái đề tài là có những cái buổi nói chuyện mà nói xong rồi nó mà nghe tinh thần mà nó nhẹ nhàng, nó đi lên. Nhưng có những buổi nói chuyện, có những đề tài mà mình nói xong rồi mình nghe người ta nói xong cái tinh thần mình đi xuống, nó chán, nó nản, biết làm gì, biết đi đâu, biết gặp ai, ví dụ như vậy. Rồi mọi suy nghĩ của mình nhé, nó đều hướng về cái chuyện negative hết, thì đó được gọi là tà ngữ. Còn cái chánh ngữ là mình nghe xong rồi mình biết được mình phải làm gì, phải làm gì để lợi ích cho mình, cho người đời này và kiếp khác, thì đó được gọi là chánh ngữ. Nghe thì dễ nhưng thật ra nó là cái này, nó nghe là đơn giản mà nó rất là sâu, nó sâu lắm. Có nghĩa là thay vì ở đây kêu gọi mình tu hành không, chỉ kêu một câu thôi: anh tu sao tôi không biết, anh học sao tôi không biết, mà tôi chỉ biết rằng mỗi lần anh mở miệng ra đó, thế là toàn là mấy cái này không. Anh là anh nói chuyện trên cái trên cái anh mỗi lần mở miệng ra là dựa trên cái trí tuệ nhận thức về 4D. Anh mở miệng ra nè, và cái là nó phải y cứ trên 37 pháp trợ bồ đề. Anh mở miệng ra là nó phải y cứ trên trên 10 cái gọi là 10 cái chánh ngữ. Tôi nhắc lại, 10 chánh ngữ có nghĩa là cái 10 cái đề tài này. 10 họ các vị hỏi tôi đề tài nào, tôi nói bất cứ anything, bất cứ đề tài nào mà hả mình nói về nó mà nó dẫn đến chánh kiến, chánh tư duy vân vân, thì cái đó được gọi là chánh ngữ nha. Còn hồi đó thì chánh ngữ mình hiểu theo cái nghĩa mà nghèo, mà nghèo sơ, nghèo sát. Chánh ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc, đúng, nói như vậy không có sai, nhưng mà định nghĩa như vậy nó nghèo lắm nha, nó nghèo lắm, nó nghèo sơ sát. Mà bà nói chánh ngữ đây có nghĩa là cái đề tài nói chuyện nào mà nó dẫn tới sự giải thoát thì mới gọi là chánh ngữ.
Còn hôm nay thì chúng ta ngó lại đó, ông Voltaire ông nói đó, mình nghĩ cái gì á, cái đầu mình nó có cái gì á, thì cái miệng mình nó nói ra như vậy hả, cái đầu mình nó nghĩ cái gì đó thì cái tay chân nó mới hành động như vậy. Và khi mình không có chuyện gì để nói để làm thì tự động mình sẽ nói tầm bậy và sẽ làm tầm bậy đó. Ông Voltaire của Tây cũng nói câu đó, thì đạo Phật cũng nói y chang vậy. Có nghĩa là nếu mà anh có hành trì thì cái ngôn ngữ của anh nó mới là ngôn ngữ tu tập. Còn nếu mà anh không có tu tập, anh không có hành trì thì cái điều anh nói ra nó không dẫn đến sự sự hành trì, không dẫn đến sự tu tập nha. Cho nên cái đây là cái một cái mẹo thôi. Thay vì nói tu tập thì không nói, mà cứ nói là tu một pháp môn thôi, nói chánh ngữ. Khi mà người ta đề nghị mình nói một pháp môn, mà tu một pháp môn là nói chánh ngữ đó, có nghĩa là đề nghị mình học hết tâm tạng và thực hành tới niệm xứ đó. Rồi cái điều thứ hai, cái bài kệ này gọi là Samanupa Sanasat. Thì ở đây á, cái bài kệ này nó có một cái điều chống trái giữa cái Attakatha và Tika nha. Đó là, nhưng mà gom chung lại, tôi đọc kỹ thì tôi gom chung lại thế này, thì theo trong chú giải đó, thì cái câu thứ hai đó là cái Samana là Sa môn ha, đúng rồi, cái Samanu là Sa môn. Cái Samana là Sa môn, Samana là Sa môn. Còn cái Upasana là ở đây là cái sự tuân thủ hay là cái sự hành trì, hay là cái pháp an trú mỗi ngày của hành giả. Thì ở đây ám chỉ cho thiền quán, để ám chỉ cho thiền quán, ám chỉ cho thiền quán. Theo đồng chú giải nó giải thích cái câu này là chỉ cho thiền quán. Rồi cái câu thứ ba đó thì ám chỉ cho cái thiền chỉ, cái câu mà gọi là Chitta Upasama. Chitta Upasama tức là đây rung rung này, cái nhiều cái tay cũng tàn long ngoại hổ lắm nha. Đấy thì cái này là nó chỉ cho, chỉ cho cái gì, để chỉ cho bát định nha. Bát định tức là bốn thiền vô sắc, gọi là gọi chung là bát bát định. Mà cái này phải nói thêm, mà đọc chú giải chưa có đủ đâu nha, cái phần của vị boss lên nó chưa đủ đâu, là phải đọc bên cái tika nữa. Thì gọi là bát định nha. Thì ở đây đó, trong cả bài kệ này đó, thì đề nghị, cái bài kệ là đề nghị vị tỳ kheo, bài kệ đề nghị vị tỳ kheo làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất là nói năng trên cái tinh thần chánh pháp. Mà muốn nói năng trên tinh thần chánh pháp thì cái tâm tư của anh phải an trú và hành trì chánh pháp. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất nha. Nói năng theo chánh pháp, cái đề nghị thứ nhất là phải nói năng theo chánh pháp. Mà muốn nói năng theo chánh pháp thì anh phải phải hành trì chánh pháp. Cái câu thứ hai nó là kêu gọi sự tu tập về thiền thiền quán. Mà thiền quán này y cứ trên, thiền quán đây là vipassana, ở đây có samatha là có thiền chỉ đi kèm. Và cái câu thứ ba đó, cái câu mà sự an tịnh của tâm đó, biết ngày Minh Châu còn dịch từ gì tôi quên mất, Minh Châu còn dịch từ cái gì tôi quên mất rồi, biết. Với vắng lặng ngồi một mình với tâm tư an tịnh ấy, thì cái tâm tư an tịnh ở đây là chỉ cho tâm tư an tịnh ở đây
ám chỉ cho bác định làm cơ sở cho Vipassana. À, mình bây giờ mới mở một đơn nghe, gọi là quý Vipassana thực hành đấy. Sở dĩ mà hồi nãy mà tôi giảng về về tứ niệm xứ đó là mục đích đó là tại muốn giải thích nguyên cái bài kệ này thì phải nhắc về tứ niệm xứ chứ không thể là không nhắc, không nhắc biết gì đấy. Thì cái thiền chỉ, cái samatha đây là sự concentration, chỉ tập trung tư tưởng thôi. Chỉ tập trung tư tưởng, niệm đất 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 đất, nước 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 nước, lửa 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 lửa, gió 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 gió. Thì như vậy mình để một cái vật gì trước mặt mình niệm xanh xanh vàng vàng vàng, mình niệm niệm cái đó thì lâu ngày cho cái tâm nó yên. Nó yên rồi mình bắt đầu mình tu tứ niệm xứ. Có người họ cần như vậy, nhưng có người thì họ không cần, mà họ trực tiếp họ theo dõi biết rõ mình đang đi nè, đang đứng, đang nằm, đang ngồi hả, đang nhai nuốt, biết rõ, biết mình đang tắm, biết rõ mình đang 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 đi restroom, biết rõ, biết rõ, biết rõ cái gì nó đang xảy ra, biết rõ. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó là không có hành trì, không có thực tập thì không biết rằng cái sự mà tỉnh táo, cái mindfulness đó đó nó hay đến mức nào, nó hay đến mức nào. Cứ thử trong một ngày đi, nó lạ lùng lắm, nó làm cho cái bản thân mình nó an lạc, nó hạnh phúc, nó happy lạ lùng lắm. Và mình phát hiện ra nhiều cái chuyện mà trước đây mình không có ngờ. Mình không có ngờ. Ví dụ nha, ví dụ như mình là người nữ, mình có cái tật mình hay so sánh, mình chỉ cần mình nhìn cái người đối diện mình coi là họ ăn mặc ra làm sao, có hơn mình hay không, có hơn, có bằng hay là thua mình. Nội cái suy nghĩ mình so sánh nó làm cho mình khổ. Người nam thì cũng có những cái so sánh kiểu người nam, mà nữ cũng có so sánh kiểu người nữ. Chỉ riêng cái sự so sánh nó làm cho mình khổ rồi nha. Chưa kể là mình xa, thương là phải xa mà ghét là phải gần, rồi bực mình bởi chuyện này chuyện kia. Chỉ riêng cái người tứ niệm xứ là họ không còn biết cái gì ngoài ra chuyện chánh niệm. Thì chỉ cái người như vậy đó họ mới thật sự là được an lạc nha, thật sự là an lạc. Cái hạnh phúc của thế giới thì nó kỳ lắm, nó giống như gió, nó giống như nắng vậy đó, nó giống như mây trời. Là sao? Có nghĩa rằng là có người như tôi ngày hôm qua, tôi rất là hạnh phúc khi mà tôi nhìn thấy trời ngày hôm qua ở Thụy Sĩ rất là đẹp, thì cái vùng cái cantons đó rất là đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, nhiệt độ rất là lý tưởng, nó hơi se lạnh một chút, mà trên trời thì thăm thẳm màu xanh biếc, mây trắng nõn trắng nuột nuột nè, mà nắng thì vàng rực rất là đẹp. Tôi đi bộ lang thang trên ngọn đồi cỏ đẹp lắm, thì cái hạnh phúc, cái an lạc nó y chang như vậy đó, cũng trời xanh đó, mây trắng nắng vàng đó, nhưng mà mình cứ chung nhà đóng cửa mình đâu có thấy gì đâu. Hoặc là mình đang đi giữa trời, giữa ngoài trống, nhưng mà mình không màng tới trời xanh mây trắng nắng vàng thì nó cũng bằng không. Thì cái tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là nó cho mình cái sự thoải mái, cái sự buông bỏ thật sự tất cả những cái gì là gánh nặng của đời sống, chỉ vậy thôi. Thì trước khi mà thành thánh đắc cái này đắc cái kia thì chuyện đầu tiên là tu tứ niệm xứ, cái đời sống tỉnh thức, cái mindfulness nó cho phép mình, cái mindful life nó cho phép mình một cái sự tự tại, một cái sự an lạc. Mà lúc đó mình nhận được nhiều chuyện lạ lắm, ví dụ như lúc đó mình mới tá hỏa ra là thì ra áo quần không cần phải một tủ, thì ra giày dép không cần phải một tủ, thì ra giỏ sách bóp đầm sắt tay không cần phải một tủ, thì ra xe không cần phải mỗi năm đổi một chiếc, thì ra mình không cần phải đi mua sắm nhiều như vậy, thì ra mình không cần phải bạc ti nhiều như vậy, thì ra mình không cần phải alo, phải email, phải Facebook, phải chit chat nhiều như vậy. Mình thì ra đời sống mình không cần phải lệ thuộc nhiều người chung quanh như vậy. Mình phát hiện nhiều cái thì ra lắm. Mà nhờ có những cái thì ra này nè, một ngày nào đó mà mình đi không nổi, mình bị stroke, mình nằm liệt giường, lúc đó mình mới thấy nó không có đáng sợ như là người khác. Thì có những người tôi biết khi mà họ bị stroke thì đời họ coi như là kết thúc, họ chỉ muốn chết thôi. Thì bình thường họ
họ không từng sống qua cái tâm trạng của một hành giả, cho nên khi mà bị mất mát cái gì đó chịu không nổi, rồi tới lúc hấp hối họ chỉ biết sợ hãi và tiếc nuối. Cho nên chỉ có hành giả thì mới có thể ra đi thanh thản. Và tôi xin thưa với các vị, một chuyện mà tôi cho rằng vô cùng tâm đắc đó là các vị hỏi tôi, sư có sợ chết không? Câu đầu tiên tôi nói là sợ, nhưng mà tôi vẫn có một bài học bằng vàng cho các vị, đó là khi mình còn có cái gì đó để tiếc nuối thì mình sẽ ra đi trong sợ hãi, trong tiếc nuối. Cái tốt nhất trước khi ra đi, biết trước mình sẽ ra đi, thì hãy ra đi bằng tâm trạng của một người chán nản, nó dễ đi hơn, nó dễ đi hơn. Trên đời này chỉ có hai hạng người mà ra đi nhẹ nhàng: hạng thứ nhất không nghĩ gì về mình hết, chỉ vì nghĩ về người khác, họ ra đi không tiếc nuối, không sợ hãi. Cái hạng thứ hai là họ không còn thích cái gì nữa hết, không còn thích nữa. Bản thân tôi nhát, tôi là người nhút nhát, và tôi là người Phật tử, một người tu Phật. Cái chữ Phật tử đây nghĩa là bao gồm luôn người xuất gia đó. Thì tôi đâu bao giờ tôi có ý tự sát, cái gì chắc chắn rồi. Nhưng mà tôi xin thưa rằng trong đời của tôi nó có những giây phút mà tôi không dám tự sát, nhưng mà nếu cái chết nó đến với tôi lúc đó, nó không có đáng sợ. Tại vì lúc thật sự tôi muốn buông hết mọi thứ, và tôi đã từng trải qua những giây phút như vậy. Và tôi không ngờ rằng chính những giây phút đó về sau này nó trở thành một cái vốn sống, một cái kinh nghiệm vô cùng quý giá cho tôi. Nó quý ở chỗ nào? Thì ra không phải ai cũng sợ chết. Vì sao vậy? Vì khi trong lòng mình không còn cái gì để nắm níu nữa hết, thì lúc đó cái chết nó không còn đáng sợ nữa. Nó không đáng sợ nữa. Cho nên thay vì chết bằng sự sợ hãi, thay vì chết bằng sự tiếc nuối, bằng sự nắm níu, thì hãy ra đi bằng cái sự chán nản. Mà muốn làm được điều đó phải tu tập, phải tu tập đến một lúc nào đó để thấy rằng thì là cái thân này nó mà là một cái gánh nặng. Cái chuyện mình phải đói ăn khát uống, rồi đi restroom, rồi tắm rửa, rồi phải giao tiếp bạn bè bà con, rồi phải đi đứng nằm ngồi, rồi phải khiêng, phải vác, phải mang. Mỗi lần mà đi phải đi chợ, tôi ở con mình này. Nhiều khi đi chợ mà tay cầm vậy tôi nghĩ tôi nản, trời đất ơi, chỉ vì có cái miệng phải ăn mà đi cầm đi mang nó nặng muốn chết luôn. Ngày hôm qua tôi đi về chỉ băng đi đi bộ lên một cái ngọn đồi cũng không có xa lắm, chỉ khoảng chừng vài trăm mét, mà may là đã cẩn thận rồi. Ở ngoài cái supermarket tôi đã cẩn thận, tôi cầm tôi mua hai cái túi giấy rồi tôi chia đều ra, chứ tôi biết trước cái này mà dồn như một túi là chết cái tay. Tôi đã chuẩn bị rồi, tôi mua hai cái túi giấy, tôi bỏ đồ vô trong đó, về còn dư thì mình cũng cái túi mình cũng còn xài được chuyện khác. Hai túi, túi thì có mấy chục sen thôi, kệ mình mới cầm. Vậy mà đi một quãng đường đồi đã chịu không nổi, nó nặng phải ngừng nó mấy lần. Rồi tôi mới nghĩ bụng, cái trời đất ơi, chỉ vì ăn mà nó mệt như vậy hả trời. Đấy. Thì cứ nhớ chừng như vậy, cái mỗi lần đi tắm cũng vậy, cái trời đó vì có cái cục này nè, cái cục nợ mấy chục ký này mà phải đi tắm, rồi phải ăn phải uống. Mà trong khi nó nhiều người á, họ lại coi đó là cái enjoy mới chết đó chứ. À, họ thấy đi tắm rửa rồi ngâm mình nó trong cái bathtub, trong cái bồn, nó là một cái hạnh phúc. Rồi ăn thì enjoy cái món này vừa miệng, món kia vừa miệng, chứ họ không hề nghĩ rằng những cái món này nè, nếu bỏ vô bao ni lông rồi đeo trước ngực thì nó gớm biết chừng nào. Nhưng mà những cái món này mà mình bỏ, mình thồn, mình nhét, mình giọng vô họng mình á, mình nuốt vô xong rồi cái mình đánh răng súc miệng cái mình thấy nó sạch. Chứ mình không có nghĩ rằng ăn nó là một cái cực hình nhé, là mình bỏ đồ dơ trong người mình nhé, mình để đồ dơ trong người mình, chứ đâu phải là ăn uống mình, chứ ăn mình đó phải là cái chuyện nên enjoy, không phải. Rồi rồi có chuyện thù tạc qua lại sinh nhật của mình, người ta gửi quà, người ta gọi phone, rồi tới sinh nhật người ta mình cũng phải đi tới chứ, không lẽ mình làm lơ à? Sống ở đời phải có thù tạc, phải có qua lại mệt mỏi nhé. Rồi alo liếc sáng ngày, sao con mình không kêu, sao chồng mình không kêu, sao vợ mình không kêu, rồi bạn nhỏ bạn mà sao nó không kêu, cuối tuần mà sao không ai rủ đi đâu hết. Tất cả những cái đó làm cái gánh nặng cho mình. Và khi mà mình sống mình thấy nó là gánh nặng thì mình ra đi mới nhẹ nhàng. Còn khi mình cứ lo, mình nhắm cắm đầu mình enjoy nó thì mình đang sống cuộc sống rất là trẻ con. Ok. Cho nên cái nội dung này, nội dung nó đại khái như vậy thôi. Có nghĩa là phải nói năng theo tinh thần chánh pháp,
Và để làm vậy thì anh phải có chánh pháp trong lòng anh. Đó là cái câu kệ thứ nhất. Cái câu kệ thứ hai là phải tu tập thiền quán để nhận diện cái bản chất thật sự của đời sống đó là cái gì. Một, đủ duyên thành thánh. Hai, nếu không đủ duyên thì tối thiểu cũng được sống an lạc, mà trong kinh gọi là hiện tại lạc trú. Và cái thứ ba ở đây có nghĩa là tu tập thiền thiền chỉ, có nghĩa là cái này thì mình làm nổi nhưng mà học đạo cứ học cho biết, có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một cái đề mục nào đó, đừng để nó đi lang thang thêm khổ, chỉ vậy thôi, nếu đủ duyên. Chắc phải ghi đâu quá. Tu quán có hai lợi ích. Tu quán có hai lợi ích. Đủ duyên á thành thánh, mà thiếu duyên á, thiếu duyên duyên lòng ba la mật đời trước á, thì tối thiểu cũng an lạc đời này và ra đi nhẹ nhàng. Đó là thiền 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 quán. Còn thiền chỉ, tu thiền thiền chỉ hả, cũng có nhiều lợi ích. Một là đủ duyên thì chứng đắc thiền định thần thông, chết rồi được sanh về cõi Phạm Thiên. Rồi cái gì nữa? Nếu thiếu duyên không đắc được gì thì cũng lấy đó làm nền tảng, tức là làm cái base, là cái base cho thiền quán. Ở đây nó làm cái duyên, nó lại là phải nhớ cái đó, phải nhớ mấy cái đó. Vậy là về cái bài kệ thì nói đến ba điều tôi đã giải thích rồi. Thứ nhất là nói năng theo tinh thần chánh pháp, và thứ hai tu thiền chỉ, thứ hai tu thiền chỉ, và thứ ba tu thiền quán, là vậy đó. Tức là tu thiền quán có hai lợi ích, đó là đủ duyên thành thánh, mà thiếu duyên thì tối thiểu cũng đang lạc đời này và ra đi nhẹ nhàng, và gieo duyên như kiếp khác, gieo duyên như cả hai cái này đó, cả hai pháp môn này đều có chung lợi ích là tối thiểu cũng gieo duyên cho đời sau. Đó, nó có cái đó đó, cả hai cái này. Sau khi mà mình kể riêng những lợi ích mà nó không giống nhau thì nó hai cái này nó cũng có chung một thứ lợi ích. Tức là nếu đời này mà không đắc thánh, đời này không đắc thiền, thì tối thiểu đó, bên cạnh những lợi ích mà tôi vừa nói đó, bên cạnh những lợi ích đó đó, thì cái hai cái này nó còn có cái nữa, đó là nó gieo duyên cho đời sau. Đời sau mình tu nhanh hơn. Bởi vì người Việt có một câu là chiều nay không xong thì sáng mai xong sớm. Không biết các vị có biết cái câu đó không? Câu đó đối với tôi nó giống như câu thần chú rồi đó. Chiều nay không xong thì sáng mai xong sớm, có nghĩa là sao? Là cứ làm hết sức mình đi. Nếu mà kiếp này mà không được á thì kiếp sau nó cũng lẹ hơn người ta nữa. À, bởi vì chiều nay mà không xong, bây giờ mình thử mình làm chuyện gì đó, bây giờ mình cắt cỏ đi. Mình cắt cỏ, mình cắt tới lúc mà trời tối rồi mình cũng ráng mình cắt nhưng mà không xong, nó còn dư miếng. Thì sáng mai mình làm chừng tiếng hồ nữa là xong. Còn đằng này đó mình chịu làm, mình cứ làm cà địch cà tan, cà địch cà tan, ngầu ơi ví dụ vậy đó, thì cứ nay làm miếng ngày mai làm miếng, biết là hết cái xanh hả, biết là hết cái xanh.
mà cái chỗ này mình làm vừa xong mình để cả tuần lễ nửa tháng sau làm tiếp, thì cái chỗ mình mới mình làm á thì cỏ nó sạch, nhưng mà chỗ cũ nó cỏ mới nó lại lên nữa rồi. Nên thà mình tận lực ngay làm cho tới nơi tới chốn, nếu mà nó xong được thì tốt, còn không nó còn dư bao nhiêu hết thì sáng mai mình làm tiếp nữa là xong. Cho nên cái câu là chiều nay không xong sáng mai xong sớm đó, cái câu đó nghe nó rất là kỳ. Mà nếu mình không suy nghĩ, ủa tại sao mà ông này cũng khùng, sao mà ông thích cái câu đó, mà thật ra cái câu đó rất là hay. Chiều nay không xong thì sáng mai xong sớm, có nghĩa là cứ tận lực mà làm, ráng sức mà làm hết mình đi, thì nếu mà đời này không xong đó thì đời khác mà làm lẹ lắm. Bằng chứng mình thấy mấy vị thiền sư, mấy vị pháp sư, mấy vị giảng sư, luận sư của Miến Điện đó. À, là tự nhiên cái nghiệp nó đưa đẩy, bây giờ gì làm người Miến Điện tuy là họ nghèo khổ vậy đó, chứ còn mà mình tôi từng tiếp xúc với những vị rất là trẻ, mà những gì có trong đầu quý vị nó rất là đáng, rất là xứng đáng để mang cái thân người. Tôi gặp một cái vị giáo sư trong cái trường Tam Tạng ở Mandalay, Miến Điện, vị đó chỉ có 32 tuổi thôi mà dạy cho mấy trăm môn sư, mà mình bản thân mình mới 32 tuổi. Thì cái này mà nếu mình kiếp trước không có học thì kiếp này tôi nghĩ làm gì mà có thể làm được chuyện đó hả? 32 tuổi hả? Quá trẻ. Mà tôi nhìn ổng tôi nói chắc là nhờ Phật pháp làm sao đó, mà tôi nghĩ cái ông nội này cho chừng 20 mấy tuổi, có nghĩa là tôi cho ổng trẻ hơn 10 tuổi. Mà trong khi thật ra cái tuổi 32 đâu phải là tuổi già, mà cái nhìn cái mặt của ổng thì tôi nghĩ là nó làm như nó còn hơi có sữa sữa, bún là sữa, gần như bún là sữa, nghĩa là ổng phải trẻ, phải ổng phải trẻ hơn 10 tuổi mới đúng. Có nghĩa là ổng quá sức trẻ, ổng quá sức an lạc, mà cái kiến thức một vị bác sĩ là đã đủ để làm cho người ta, mình nhìn vô mình thấy một bác sĩ là thấy cái ông đã sạch sẽ sáng sủa hơn cái người bình thường này, mà đang nói với Phật pháp, mà Phật pháp cỡ như cái ông vị giáo sư đó vậy đó. Khi mà họ sống mà chìm đắm trong chánh pháp, nhìn họ nó an lạc lạ lùng lắm. Mà nhờ sao, nhờ cái đời trước là chiều nay không xong thì sáng mai xong sớm là như vậy đó. Mà mai đó là ông nội này cũng chưa là thánh, chứ nếu mà thánh đó, họ nhìn họ an lạc cỡ nào nữa. Ok, chiều nay không xong thì mai sẽ mai, sáng mai xong sớm, nhớ cái câu đó để mà tu học chứ làm gì hết. Rồi ok, bây giờ thì cho tôi xin bài kệ tiếp theo nha. Bài kệ tiếp theo thì tôi giảng xong bài đó tôi nghĩ đúng là tôi tính ba mình tôi làm biến luôn, 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 ba mình tôi làm biến luôn.